cuốn chiếu có hại không? Đối với con người, cuốn chiếu chỉ là phương tiện để dẫn vi khuẩn vào nhà. Đa phần các cuốn chiếu rất lành tính và không cắn người. Chỉ riêng một số loại như cuốn chiếu khổng lồ hay cuốn chiếu chuyên ăn côn trùng trong những hang động, nếu bạn đụng đến chúng, thì chúng mới cắn bạn để thực hiện hành vi tự vệ. Tuy nhiên những loại này rất hiếm gặp khi ở nhà, đa phần chúng chỉ sống trong rừng, ở những hang động tối. Đối với cây trồng, ở mật độ nhỏ, số lượng ít thì cuốn chiếu rất có lợi, vì chúng là vi sinh vật phân giải hữu cơ. Thức ăn của chúng chủ yếu là lá cây khô, xác bã thực vật. Phân của cuốn chiếu giúp cho đất tăng lượng mùn hữu cơ và rất tơi xốp. Tuy nhiên, nếu ở mật độ cao, cuốn chiếu thiếu thức ăn thì chúng sẽ chuyển sang ăn rễ cây và mầm non, điều này rất có hại cho cây trồng. Vậy để cuốn chiếu không gây hại cho cây trồng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trị và bẫy cuốn chiếu để giảm số lượng cuốn chiếu trong vườn, đuổi cuốn chiếu ra khỏi nhà. Để chúng trở nên có lợi trong vườn và không gây hại cho cây và con người. Cách bẫy cuốn chiếu trong vườn. Cuốn chiếu rất thích ăn những mùn bã thực vật có mùi thơm như vỏ cam, vỏ dứa, vỏ chuối, vân vân. Đối với chúng, vỏ cam, vỏ dứa, vỏ chuối đang trong quá trình phân hủy là món vừa thơm vừa ngon. Vậy nên bạn có thể dùng vỏ cam, vỏ dứa, vỏ chuối để ủ phân hữu cơ chung với các rác thải nhà bếp khác hoặc ủ riêng chúng. Sau 10 đến 15 ngày ủ phân hữu cơ, các loại vỏ quả trên sẽ phân hủy một phần và chưa phân hủy hết. Khi này bạn chỉ cần đeo bao tay vào rồi cầm một miếng nhỏ ra, để vỏ cây vừa lấy ở một góc vườn hoặc trong chậu cây. Sau đó chờ đến buổi tối, bạn sẽ thấy cuốn chiếu vây quanh miếng vỏ cam đó rất đông. Vì thông thường cuốn chiếu thích ẩm và tối nên buổi tối bạn mới bắt được nhiều. Khi này bạn có thể bắt chúng rồi vứt ra thật xa nhà hoặc tiêu diệt chúng là tùy bạn. Bạn cũng không cần bẫy chúng quá nhiều vì khi cuốn chiếu ở mật độ thấp sẽ đem lại chất hữu cơ cho cây trồng. Cách trị cuốn chiếu vào nhà. Cuốn chiếu là loại ưa ẩm và không sống lâu được ở nơi khô ráo. Ở nơi khô ráo chúng sẽ không sống nổi qua 24 giờ và không sinh sản. Vậy nên cách trị cuốn chiếu trong nhà đơn giản nhất và để cuốn chiếu không bò vào nhà là hãy đảm bảo trong nhà luôn sạch sẽ, giữ khô ráo tối đa, không để trong nhà xuất hiện nơi ẩm thấp. Có thể sử dụng máy lạnh để trong nhà thoáng hơn, sau khi lau nhà dùng quạt thổi cho sàn nhà mau khô hay sử dụng máy hút ẩm. Không để nước mưa chảy xuống nhà. Không nên để các đường mương dẫn nước mưa sát móng nhà. Điều này sẽ làm cho khu vực sinh hoạt của bạn ẩm thấp hơn. Hãy làm những đường mương dẫn nước xa nhà, làm những lối thoát nước nhanh. Đảm bảo không có vòi nước nào xung quanh nhà bị rò rỉ. Bịt kín các khe hở trên tường, không để nước mưa chảy vào nhà. Cách trị cuốn chiếu trong nhà giữ vệ sinh và an toàn nhất là hãy quét và dọn chúng đi khi thấy chúng xuất hiện. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.